những thông tin phản ánh các vụ việc sai trái của công ty địa ốc Alibaba, hiện nay tình hình giao dịch đất nền tại các khu đất được Alibaba phân phối ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn biến thế nào? Alibaba và các chủ đất đã và đang thực hiện việc trả lại hiện trạng các khu đất theo yêu cầu xử lý của chính quyền địa phương ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Đây là những khu đất mà công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã và đang phân phối đất nền dưới các tên dự án khác nhau nằm trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Khác với cảnh tấp nập nhân viên, công ty Alibaba đưa khách vào xem đất như trước đây. Bây giờ khu đất điều hưu, vắng vẻ. Còn với những khu đất đã có quyết định của địa phương về xử phạt hành chính, yêu cầu chủ đất khôi phục tình trạng ban đầu. Chủ đất và Alibaba đối phó bằng cách chỉ đạo dỡ một đoạn bó dị phía trước, còn phần bó dị phía trong thì dùng đất lắp lại. Trong một diễn biến khác, theo văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các hợp đồng góp vốn giữa công ty Alibaba và các cá nhân chủ đất vẫn chưa được chấp thuận do chưa đúng với quy định pháp luật. Cụ thể là văn phòng đăng ký đất đai nhận được các hồ sơ góp vốn là quyền sử dụng đất của ba cá nhân: ông Trịnh Minh Phát, ông Nguyễn Thái Lực, ông Nguyễn Thái Đỉnh cho công ty Alibaba tại xã Sóc Xoài, xã Tóc Tiên, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ và xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Sở đã có ý kiến, tổ chức kinh tế khi nhận góp vốn phải có dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trên cơ sở đó, văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đã không giải quyết hồ sơ góp vốn này và đề nghị công ty Alibaba nhận lại hồ sơ. Như vậy, việc góp vốn của các cá nhân đối với công ty Alibaba không được chấp thuận do chưa hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Điều đáng nói, trong các hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, công ty Alibaba ký với các chủ đất và nộp cho văn phòng đăng ký đất đai, có nội dung mục đích góp vốn là để trồng cây lâu năm theo đúng mục đích sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của từng thửa đất, không sử dụng đất vào mục đích nào khác. Vậy mà thực tế, nhiều dự án của Alibaba đã được phân lô và bán nền từ trước đến nay.